A-di-đà-phật. Con xin cung kính mời chư tôn đức tăng ni mình tham gia ủng hộ tinh thần để cho các vị Phật tử ở dưới lên tinh thần và hoan hỷ đi hộ niệm cho nhau nhé chư vị. Hộ niệm dễ chứ không khó, mà khó là tại vì mình chưa hiểu. Hộ niệm dễ chứ không phải khó, mà tại vì có nhiều người không tin. Ngay cả vấn đề mà vãng sanh cũng dễ lắm chứ không khó, nhưng mà khó vì cái niềm tin. Chính vì cái niềm tin này nó cán ngăn mất cái con đường mà chúng ta thực hiện cái cuộc mà di cư từ cái quốc độ Ta Bà này trở về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà chư vị được một cái chuyến di cư về Tây Phương Cực Lạc rồi thì chư vị mới thấy cái phước đức vô lượng vô biên, mà cái cơ may từ trong vô lượng kiếp chúng ta không gặp được. Chính vì cái lời lạc vô biên này mà chư Phật đang ủng hộ cho chư vị. Nếu chư vị nào thành tâm niệm Phật, chư vị được chư Phật ủng hộ, thì chư Phật hộ niệm cho chư vị, chứ không phải là người ban hộ niệm nữa đâu nhé chư vị. Lời lạc bất khả tư nghị, thành tựu vô tình. Ở đây có một cái câu hỏi là: bạch thầy, con vừa đi hộ niệm về, mới vào nhà thương thì cô còn mở mắt được, miệng há vì đầu cô kê hơi cao. Con đi cùng hai sư cô nên con không dám khai thị, chỉ nhìn cô mà thương xót niệm Phật một lúc, thì cô chắc đau quá hay sau đó mà cô chán cái câu A-di-đà Phật, kêu y tá chích thuốc giảm đau làm cô mê man. Con nghĩ thầm, thôi rồi, làm sao bây giờ? Còn nhớ đến những đến thầy và đạo tràng đang niệm Phật ở chùa Phật Tổ. Như vậy nên mới đến với sư cô. Con liền nhớ đến những lời thầy dạy hai ngày nay. Con liền nghĩ cô có một cô bạn quen mấy chục năm, thường chở cô đi chùa niệm Phật. Ý nguyện cô gặp cô ấy để tụng cho cô ấy nghe kinh A-di-đà. Con liền nói thôi, mình ngưng niệm Phật tụng kinh đi cô. Xong rồi niệm Phật tiếp. Xong con nhớ thầy dạy, thiết tha niệm Phật, chân thành niệm Phật. Vậy mà cô mở mắt, miệng và mắt đều động mắt, à, nháy niệm Phật, tức là cô khai thị đó hả? Nên nghe thầy giảng mấy ngày rồi bắt đầu lo niệm Phật đi. Cái đó cũng là cái điều hay. Chư vị ơi, mình thấy rõ rệt không? Tu một đời này, chư vị sư cô nó tu nhiều hơn mình ấy, phải không chư vị? Nhưng mà tu như vậy, nhưng mà cái nghiệp chúng ta không có dễ gì mà san bằng đâu. Cho nên cái lời này giống như sự khai thị, chúng ta tu như vậy không phải là đủ để giải nghiệp đâu chư vị. Cái nghiệp nó ứng rõ rệt nhất chính là những căn bệnh trên thân thể chúng ta. Khi mà mình thấy những cái căn bệnh mà nó làm đau đớn đến nỗi một vị sư cô này đau quá hay sao mà người ta niệm Phật thấy chán quá thôi, kêu y tá chích thuốc một phin cho giảm bớt đi, chứ vị thấy không? Bây giờ để chúng ta niệm Phật, đừng nghĩ rằng khi cuối đời đối diện với những cảnh đau đớn mà chuẩn bị ra đi, nó dễ dàng cho chúng ta niệm Phật đâu. Chư vị ơi, nếu không có người ở bên khuyên tấn, nâng đỡ, ủng hộ tinh thần chúng ta không làm nổi được cái gì cả.
mà chúng ta đành buông xuôi. Ví dụ như cô này nè, niệm Phật một lúc thì cô đau đớn quá, chắc có lẽ cô đau đớn quá hay sao đó mà cô chán câu A-di-đà Phật. Chư vị có nghe rõ không? Đây là cái sự thực tế đấy. Chư vị đồng tu đừng nghĩ là hôm nay chúng ta ngồi đây chúng ta niệm Phật được cái đời giờ hay không hay vỗ tay thì lúc đó chúng ta cũng hoan hỷ như vậy. Không đâu, không đâu. Chính tình hải này cũng xin thưa với chư vị, bây giờ ngồi đây thì nó hay lắm, nhưng mà lúc đó nếu không có cái người mà nâng đỡ tinh thần cho mình, giúp đỡ cho mình, ủng hộ tinh thần cho mình, lúc đó sợ rằng mình không biết cái gì mà làm nữa, mình làm những điều sai nữa là khác. Chứ không phải nó kêu mình còn tính táo mà kêu cái người y tá chích mũi một phen đâu. Và trong cái pháp hộ niệm đó thì người ta khuyên là cái chất một phen là cái chất kỹ. Kỹ vì sao? Vì chích vô thì mê man bất tỉnh. Mê man bất tỉnh thì còn làm gì mà có thể thực hiện được con đường mình đi. Đi là còn tỉnh mới đi, chứ không mê man thì làm sao đi được, đúng không chư vị? Cho nên nó khó lắm. Vì khó như vậy chư vị mới thấy rằng là nên cố gắng tu hành, làm thiện, làm phước, tu hành. Nhất là một câu A-di-đà Phật phải niệm cho nhập tâm. Chứ đừng có thấy làm phước như vậy là đủ, làm thiện như vậy là đủ, chúng ta tới chùa tu hành như vậy là đủ. Tại vì vị sư cô này cũng đi tới chùa tu đấy, phải không chứ vị? Không đủ, không có cái gì đủ cả. Cho nên Ngài Ấn Quang nói, một khi mình tu mà thấy vô quá cho mình là đủ, liền bị chướng ngại. Liền bị chướng ngại là như vậy đấy. Nhất định đừng cho mình đủ, mà ráng cố gắng tinh tấn tu hành. Chứ vị có đồng ý không? Cho nên sư cô này, sư cô nói này chẳng khác gì đang hướng dẫn dạy cho chúng ta. Đây là một cái thực tế mà khi chư vị đi hộ niệm rồi, chư vị mới thấy nhiều cái thực tế hơn nữa, mà không biết cách nào mà chúng ta có thể khai ra những thực tế đó. Đúng là thực tế là như vậy. Cho nên Phật nói là khi mà đối diện với cõi tử nghiệp thì chư căn đã tán hoại hết rồi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình đã tán hoại hết rồi, không còn chủ định được nữa. Mà không còn chủ định được nữa thì chỉ có nghiệp chướng chủ định mình. Nghiệp chướng nó làm cho mình đau tới quằn quại, đau tới than khóc, đau tới khổ sở. Càng khổ chừng nào thì nghiệp chướng càng thành công chừng đó, phải không chứ vị? Oán thân trái chủ càng thành công chừng đó, đúng không chứ vị? Và đường, coi nhà đường khổ nặng đã mở thênh thang cho mình đi, đúng không? Cho nên chúng ta phải cố gắng và phải nhận xét rõ rệt mình là hàng phàm phu. Nhất định nhờ cái tâm gọi là cái tâm khiêm nhường này, tâm kính cẩn này mà được chư hộ pháp gia trì, chư Phật thương tình, nó đỡ cho chúng ta vô cùng. Đau 100 chúng ta mất tới 99 phần, còn chỉ đau 1% thôi mà mình không hay. Nếu mình cho là hay, mình cho là giỏi thì mình đau có 1 thì nó biến lên tới 10, đau tới 100 nó biến thành tới 10,000 rồi mà mình không biết. Thực sự kinh hoàng lắm. Mong chư vị nhớ như vậy mà thấy cái pháp hộ niệm hay lắm chư vị ơi, không nói đâu. Chán hay sao đó mà cho y tá chích thuốc đau làm cho cô mang mê man bất tỉnh, con nghĩ thôi rồi. Đúng không chư vị? Khi mà mình nghĩ thôi rồi, vậy là mình nghĩ tới cái cảnh giới của mình. Thấy người ta chết lòng mình đau. Không phải mình đau vì mình thương họ mà thương cho chính mình. Lời của Ngài Tịnh Không, Ngài Ấn Quang dạy. Thấy người ta chết mà mình thấy mình đau. Đau về mình nghĩ mình sau cùng cũng như vậy. Cho nên Ngài là một vị tổ sư mà Ngài đếm một chữ tứ thật to trên cái đạo tràng của Ngài là sau cái bức tượng đó. Đến cho Ngài đây kinh hành, Ngài đây kinh hành, qua đó Ngài thấy chữ tứ. À, Ngài nói, có một lúc nào đó ta sẽ chết. Ta chết, ta đi đâu đây? Cho nên Ngài, một đời Ngài nghiên cứu tam tạng kinh điếu, tất cả giáo nghĩa Ngài hiểu hết, sau cùng Ngài giữ lại cho Ngài chỉ có một câu A-di-đà Phật mà niệm. Các ngài trở về với câu A-di-đà Phật. Các ngài là chư Phật, chư Bồ Tát thì hiểu mà các ngài cũng làm như vậy. Chúng ta phàm phu làm rau nở, bỏ cái đường tắt Tây Phương này mà không đi, phải không chư vị? Chính Ân Tổ đã nói câu này. Bỏ đường tắt Tây Phương, chính pháp giới chúng sanh không viên thành Phật đạo. Là
Thinh Văn Dương Giác Bồ Tát mà bỏ câu A-di-đà Phật cũng khó mà viên thành Phật đạo. Rời cửa màu tịnh độ là cầu niệm câu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Mười phương chư Phật không độ được quần sanh. Không cách nào mà có thể độ được viên mãn đại chúng được. Mười phương chư Phật không vẹn toàn độ khắp quần sanh. Cho nên chư Phật cũng khuyên chúng ta niệm Phật. Mong chư vị quán niệm Phật lên nhé chư vị. Và hộ niệm chư vị mới tránh được cái này. Lo tránh trước đi, đừng nên tránh sau. Con nghĩ là cô bạn mấy ngày mấy chục năm thường đi chùa niệm Phật, ý nguyện cô gặp cô ấy, ý nguyện của cô là cô quý vị này là gặp cô ấy để tụng cho cô nghe kinh A Di Đà. Con liền nói thôi mình cũng ngưng niệm Phật tụng kinh đi cô. Xong đi cô, xong rồi niệm Phật tiếp. Xong con nhớ tại dạy thiết tha niệm Phật, chân thành niệm Phật. Vậy mà cô đã mở mắt ra. Đúng như vậy, thành tâm niệm Phật. Câu A-di-đà Phật, xin thưa thực với chư vị, nó có cái năng lực bất khả tư nghị. Hãy thành tâm trí thành niệm Phật đi để cứu mình chư vị ơi. Chứ không phải dễ gì đâu. Chúng ta toàn là phàm phu không đó nhé chư vị. A-di-đà Phật. À, cái câu này nó liên quan tới cái vấn đề này. À, tức là cô đó, cô niệm Phật được thì cô nháy mắt niệm Phật được 4 tiếng thì về, vì đi chung với hai sư cô khác. Sư cô nói người nhà tiếp tục làm tiếp, nói những gì con và hai sư cô đã làm. Người nhà rất thương cô, gia đình cũng chịu niệm Phật hộ cô. Vậy cô có được vãng sanh về nước, về với A-di-đà Phật không ạ? Vì cô cũng đi chùa niệm Phật một thời gian. Nếu thực sự trong cái cảnh khổ này mà mình hộ niệm nhắc nhở, mà sư cô quyết lòng, quyết chí niệm Phật cho đến hơi thở cuối cùng, nhớ là tất cả đều do chính sư cô này phải tự niệm lấy. Người hộ niệm chẳng qua là nhắc nhở cho sư cô niệm mà thôi. Nếu mà sư cô này niệm được thì sư cô được vãng sanh, mà sư cô này niệm không được thì không biết là đi về cảnh giới nào. Thực ra không biết, thực ra thì ông không biết. Nếu mà làm phước làm thiện nhiều thì trong cái tình huống này có thể đi về cảnh thiện. Nhưng mà nó khổ quá là sư cô này đang nằm trong bệnh viện cũng là một điều khó. Tại vì nếu mà sư cô này được một cái ban hộ niệm mà có nhiều kinh nghiệm thì chắc chắn họ hướng dẫn nhiều lắm. Nhất là trong những lúc khó khăn người ta điều giải. Có những lúc nhiều phải còn nói lớn tiếng để mà đánh thức sư cô thì trong bệnh viện làm không được. Cho nên mong chư vị có những người nào mà quen thuộc có thể đi vào hộ niệm cho sư cô, và mong rằng là những cái năm tháng mà cô đi chùa tụng kinh Tông Độ đem cái phước đó và những cái lý đạo mà mình học được đã ứng dụng liền. Tất cả đều do chính mình, tâm mình thực hiện. Cho nên đừng sợ, đừng buồn, đừng lo lắng nữa. Đừng chạy theo những cảnh giới hảo huyền, nhất định chờ A-di-đà Phật. Mong rằng là có những người hộ niệm mà vững vàng, khuyên tấn. Mà khuyên tấn như vậy không biết chắc chắn sư cô được vãng sanh, mà khuyên tấn xong mong rằng là sư cô làm được. Người nào làm được người đó được đi vãng sanh, còn làm không được thì theo cái duyên phước thiện gì đó chúng ta hướng. Chứ còn tất cả đều do chính sư cô đang bệnh đó phải làm tất cả. Cho nên mong chư vị phải để hộ niệm vào với hộ niệm trước. Hộ niệm chúng ta cũng tỉnh táo. Nói chung là tu chung với nhau, công phu với nhau, chuẩn bị trước để sau cùng rồi nhờ ban hộ niệm hướng dẫn nữa. Cho nên mình tránh được những cái sơ suất đó. Chứ không phải hộ niệm là được vãng sanh. Nhớ nha chư vị nha. Cẩn thận ở chỗ này.